Rồi, em mở đây thì có cần ép bản quyền nhá. Dạ. Em ghi cách ép bản quyền luôn để lỡ may mà một năm sau á. Dạ. Dạ. Các năm sau đấy thì khi nào em hết bản quyền ấy, chị gửi cho em bản quyền mới thì em cũng thấy vào ép vào. Vâng. Em ghi cách ép bản quyền Misa. Nãy em lưu vào ổ rồi đúng không? Chị gửi cho link đấy em lưu vào ổ rồi đúng không? Đổi tên của nó nhá. Rồi. Vâng. Em vào đường dẫn cho chị này. Trợ giúp nhá. Vào trợ giúp. Chọn này, đăng ký giấy phép sử dụng. Và trợ giúp, xong rồi đăng ký giấy phép sử dụng. Đúng rồi. Sử dụng, đó. Xong rồi. Rồi, em tích vào đi. Rồi, chỗ góc trái này em này, có cho tệp giấy phép sử dụng nhá. Góc phải. Góc trái. Ở à, góc trái. Phía dưới. Góc trái. Chọn tệp. Chọn tệp giấy phép sử dụng. Giấy phép sử dụng. Rồi, giấy phép sử dụng. Đó thì nó sẽ hiện cho mình cái cửa sổ đây, chính là cái computer của mình nhé, máy tính của mình nhé. Chưa? Lúc nãy chị gửi cho em cái file đấy, cái link đấy em lưu vào đâu thì bây giờ mở lên đấy. Đây. Ừ. Xong rồi bấm open. Đúng rồi, bản quyền là Việt Hưng nhá. Vâng. Rồi, nó ghi này, mã số thuế của giấy phép khác với mã số thuế trên cơ cấu tổ chức là tại vì sao nhỉ? Mã số thuế của giấy phép là của cái công ty Việt Hưng nhá. Vâng. Còn mã số thuế trên cơ cấu tổ chức này nó là công ty của công ty Trường Giang, đúng không? Yeah. Ừ. Hai cái mã số thuế này khác nhau không vấn đề gì cả. Sau này khi nào mà em lên báo cáo á, mà mình để nộp báo cáo thuế này, báo cáo tài chính này, báo cáo quyết toán này mà mình nộp cho cơ quan thuế á, thì nó sẽ lấy theo mã số thuế và tên trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế. Chưa? Đó, em ghi vào vở đi không thì lại quên. Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế hay thuế hay còn gọi là phần mềm HTTK á. Em chưa cài. Đấy thì hôm nào đến cái phần kê khai thuế đấy chị cài cho nhá. Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mở ngoặc ra hay còn gọi là phần mềm HTKK. Hỗ trợ kê khai viết tắt là HTKK đấy. Sau này mà nếu mà mình giả sử như mình dùng bản quyền riêng của nhà em á, em đi mua của công ty Visa luôn á, thì đương nhiên nó là hai cái mã số thuế này nó trùng nhau. Được chưa? Của giấy phép nó sẽ trùng với cái cơ cấu tổ chức này của công ty nhà mình làm. Nhưng mà trên thực tế thì một bạn thì những cái bạn đặc biệt là những bạn làm dịch vụ á, đó thì hoặc là em nhận của hai công ty đúng không? Đó, yeah. Em nhận làm cái đó nói công ty thì có phải là một bản quyền này dùng cho hai công ty không? Vâng. Đó, thì để mình tiết kiệm một khoản thì mình dùng chung cái bản quyền của Việt Hưng đấy. Thế luôn á. Yeah. Đó thì khi đó giấy phép nó khác nhau thì lưu ý là cái báo cáo tài chính yên tâm nó sẽ ăn theo trên HTTK. Không vấn đề gì cả. Nhưng có một thực trạng đó là khi nào mà em in chứng từ sổ sách á, in chứng từ sổ sách mà mình in ra file Word hoặc file Excel á. Vâng. Không đẩy được lên trên HTTK bởi vì cái sổ sách đấy mình không nộp cho thuế. Cho nên là mình không đẩy được trên lên trên hỗ trợ kê khai thuế, cho nên là đến cái chỗ đấy là mình phải sửa tên một chút ở cái file Word hoặc file Excel chứng từ sổ sách đấy. Nhá. Có một tình trạng như thế. Được chưa? Chứ không phải là nó tuyệt đối 100% đâu. Mình tiết kiệm được một khoản nhưng vẫn có một cái nhược điểm đó là mình phải sửa tên khi làm in chứng từ sổ sách. Nhá. Còn báo cáo tài chính thì báo cáo thuế thì nó lấy theo tên trên HTTK rồi. Dạ. Đổi tên thì thực ra rất là cũng nhanh thôi, đổi tên một lúc một lần luôn được tất cả trang trên một file luôn. Đó. Dạ. Thì mình đổi tên được dùng thủ thuật bên Excel chị hướng dẫn sau nhá. Vâng. Ừ. So với việc một năm mình bỏ ra mấy triệu tiền nâng cấp phần mềm thì cái việc đổi tên một chút ở cái phần cuối năm á. Vâng. Cái in chứng từ sổ sách thì cũng là bình thường. Còn nếu mà công ty nào hoặc kế toán nào mà dôi dư á thì là mình có thể mua riêng để cho nó thoải mái nhá. Vâng. Thì bên ví dụ như bên mình mua riêng của Misa thì có vấn đề gì thì mình gọi Misa, mà mình lấy của bản quyền free của bên chị thì có gì thì chị sẽ là người hỗ trợ nhá. Vâng. Rồi em nhắn có cho chị. Đó thì áp dụng giấy phép thành công, ok đi em nhá. Rồi em đóng cái này lại. Đó thì bây giờ mình sẽ làm việc từ buổi sau trở đi á, thì em sẽ không nó sẽ không thông báo là dùng thử nữa đâu nhá. Vâng, vâng. Bản dùng thử chỉ được 15 ngày thôi. Dạ. Ừ, rồi ok. Đấy là xong cái phần ad bản quyền. Công việc tiếp theo bởi vì công ty mới thì mình mới thành lập nhá, cho nên là chị sẽ hướng dẫn mình góp vốn, làm cái nghiệp vụ góp vốn. Vâng, vâng. Cái nghiệp vụ góp vốn thì nãy em chiếu lên em chị một chút. Em chủ chị đây đúng không? Đấy, cái cổ đông công ty mình là công ty cổ phần. Đúng nhỉ? Dạ. Nhá, cho nên là có mấy cổ đông thì 1 2 3 4 ở trang sau. 7. Ừ, 7, 6 trang đúng không? Ở đây thì mình có 6 trang. Rồi, 2 trang đầu là của ngành nghề kinh doanh.
Đây, mục 6 nhỏ, vốn điều lệ 8, vốn điều lệ 5 tỷ nhá. 8 là cổ đông sáng lập là từng ông. Chưa? Chưa. Ừ. Đó. À đây, kéo lên. 7 ông à? 7 ông. 5, 6, 7. Rồi. Bây giờ em sẽ phải khai từng người vào trên phần mềm nhá. Sau đó mình sẽ làm nhiệm vụ góp vốn. Vâng. Em ghi đầu tiên là mình sẽ tạo cho chị cái cơ cấu tổ chức. Đợi em tí em lấy cái này ra. Ừ. Đó, nhập vụ góp vốn. Công ty mình mới thành lập nên mới làm lần đầu tiên phần mềm. Đúng không? Em vâng. Danh mục là cơ cấu tổ chức để khai các phòng ban liên quan. Khai các phòng ban liên quan. Rồi em vào danh mục chọn cơ cấu tổ chức. Rồi ạ. Em tích vào đi em. Rồi, ở đây cô có tổ chức là cái công ty Trường Giang, là cái công ty của mình, đúng không? Là công ty lớn của mình á, đúng không nhỉ? Đó, tóm lại nó là vừa là tổng công ty vừa là công ty, tóm lại là mình không có công ty con. Nhưng mà trên phần mềm nó hiểu nó là cái công ty tổng đấy, cái mã đơn vị cơ cấu tổ chức lớn nhất của công ty mình đấy, nhá. Thì bây giờ mình nhấn vào đây thêm thì để thêm các phòng ban dưới đó, nhá. Bấm vào đây nhấn thêm. Nhấn thêm này. Thêm. Công ty mình là công ty vận tải cho nên là đối với công ty nào cũng thế, thì ít nhất là họ phải có một cái bộ phận gọi là bộ phận quản lý. Chị lần đầu tiên chị tạo sẵn nhá. Đấy, bộ phận quản lý. Mà. Em ghi tên chị là bộ phận quản lý. Em đánh đi cho chị bộ phận quản lý hành chính chẳng hạn. Đó là những người mà làm văn phòng á. Mà. Mở ngoặc ra văn phòng. Đó, mình ghi như thế là dễ hiểu. Như vậy là bất kỳ công ty nào cũng phải có cái bộ phận này. Rồi, em nhấn cất vào thêm đây cũng được này. Hoặc nhấn cất đây này. Ra ngoài thêm đây này. Đó. Vâng. Cất thêm. Rồi, để cất thêm mã đơn vị thứ hai. Mình là công ty vận tải thì kiểu gì cũng có bộ phận dịch vụ vận tải, đúng không? Vâng. Đó, thì em có thể tạo với bộ phận dịch vụ. Đó, dịch vụ vận tải. Em viết kết hoa vào. Dịch vụ vận tải. Vâng. Rồi, tên đơn vị thì mình ghi rõ ra. Bộ phận dịch vụ vận tải đấy. Sàn lớp này, vân vân. Rồi, em nhấn cất thôi. À, tạm thời chị sẽ để hai bộ phận này nhá. Giả sử sau này ấy, dựa vào cơ cấu lương á, chứ thì chị sẽ xem em có thể tạo thêm một các số bộ phận khác. Ví dụ như bộ phận kinh doanh, vân vân. Vâng. À, nhưng mà thường ấy, bộ phận kinh doanh hay dành cho doanh nghiệp thương mại á. Vâng. Mua bán thì hay có thêm bộ phận kinh doanh, còn không như này là đủ rồi. Chưa? Rồi, sau khi tạo danh mục cơ cấu tổ chức rồi thì em tạo danh sách từng cổ đông. Hoặc các thành viên, mình là công ty cổ phần thì là các cổ đông đúng không? Đó, em vào đường dẫn cho chị. Danh mục, đối tượng, nhân viên. Em ghi cái tên visa ở trên tên vở của em là em ghi danh mục này. Gạch chéo này, đối tượng này, gạch chéo này, nhân viên. Nhớ ghi vào nhé. Tại vì bây giờ mình nhìn ấy, có chị hướng dẫn thì mình sẽ rất là nhớ rồi. Nhưng mà sau này ví dụ như là em có thể là mình ứng dụng cho công ty bất động sản nhà mình chẳng hạn, đúng không? Vâng. Thì có thể nó bị quên, thì có vở đấy nhá. Có vở đấy rồi cái chỗ nào mà không hiểu thì bà chị bảo hỗ trợ nhá. Nhưng mà tốt nhất là cái vở đấy là vật ly, giống là cái vật bất ly thân đó. Vâng. Cho nên mình ghi cẩn thận tỉ mỉ vào. Thì em vào danh mục đối tượng nhân viên rồi thì em nhấn thêm đây. Thêm chị 7 ông đấy. Danh mục này. Xong rồi vào đối tượng này. Đấy. Khi mà chị chỉ á thì tốt nhất là mình cứ chị chỉ như này mình ghi đã ghi đó, sau đó hãng thao tác nhá. Vâng. Đấy, danh mục đối tượng nhân viên. Rồi, tích vào, nhấn thêm với chị này. Rồi, cái mã nó đang để là mã nhân viên số 01, mình kệ nó nhá, cho nó tự đánh số cho nhà. Chưa? Vâng. Đấy, có nhiều bạn, các bạn đang nghĩ theo tên là tên viết tắt của ông đấy cũng được nhá, tùy mình thôi, nhưng mà chị thì chị hay để số tự như thế cho nó nhà. Vâng. Rồi em đánh họ tên đi, ông đầu tiên là ông Trường Giang đấy. Hoàng Vũ Giang rồi. Giới tính nam nữ, chức danh em ghi là giám đốc hay gì đấy vào đây này. Rồi, đơn vị này chính là cái phòng ban cơ cấu tổ chức mà mình vừa. Đơn à. Em sửa đi.
đơn vị này chính là cái phòng ban này, em tích vào mũi tên là mình sẽ thấy nó thể hiện ngay đúng không? Vâng. Thì ông nào thường thường những cái bộ phận, những cái ông góp vốn này hay bộ phận quản lý hành chính, còn tí nữa bộ phận dịch vụ vận tải này hay dành cho lái xe này rồi phụ xe nhá. Vâng. Rồi em tích vào đây. Đó, tương tự như thế em nhập cấp vào thêm cho chị thôi. Cấp đủ 7 người nhá. Ok. Có thể ở lớp thì em có thể thêm chỉ một vài người nữa cũng được. Ủa, chức danh là tự ghi gì à? Ông này ông ấy là tổng đông đúng không? Bà này bà tổng đông đúng không? Thì em đánh nữ. Vâng. Chưa? Toàn nam. À đấy à? Vâng. Rồi, giờ phó giám đốc thì có, mà có thì ghi, mà không phải thì là cổ đông bình thường. Ghi là, vâng, cổ đông. Vẫn là bộ phận quản lý hành chính thôi. Rồi, nhấn cân. Rồi em thêm khi nào em thấy thành thạo thì thôi nhá. Nhưng mà vẫn trừ ít người để về nhà làm. Tại vì cái việc về nhà làm nó rất là quan trọng. Coi như là giống như mình không nhìn vào vở, mình thử làm đi nhá. Vâng. Rồi ok, rồi còn lại em vẫn làm. Rồi, cái bước tiếp theo là, bước tiếp nữa là em sẽ thực hiện hạch toán, bút toán góp vốn. Hạch toán mở ngoặc hay mở gọi là định khoản đấy em. Hôm mà chương trung chị đã lưu ý cho mình nhá. Nhá. Vâng. Nợ có đấy. Nhá. Vâng, bút toán góp vốn. Định khoản, cái nghiệp vụ góp vốn đi. Nghiệp vụ góp vốn. Thì em mở cho chị cái hệ thống tài khoản mà hôm mà chị gửi cho em cái hệ thống tài khoản theo thông tư 133. Dạ. Để chị giới thiệu về tài khoản của vốn góp cổ đông nhé. Đây, chị. Đây em kéo xuống cho chị tài khoản 411. 411. Đây. Đây. Cái tài khoản mẹ của mình sẽ là 411, vốn đầu tư của chủ sở hữu. Còn các tài khoản con bên trong nó sẽ là tài khoản con. Nhưng mình nhìn của mình hay dùng tài khoản nào thì mình sẽ bôi ký hiệu tài khoản đấy thôi. Ví dụ như chị giới thiệu luôn, đó là tài khoản 4111, vốn góp của chủ sở hữu nhá. Vâng. Mình sẽ sử dụng tài khoản mẹ là 411, con là 4111. Khi mình hạch toán thì mình chỉ dùng tài khoản con chi tiết thôi nhá. Vâng. Tài khoản mẹ thì mình giống như là mình hiểu cái hệ thống tài khoản, nó dễ nhớ ngắn gọn thôi. Đó, như vậy 4111 là vốn góp của chủ sở hữu nhá. Thế chị hỏi luôn là cái công ty của mình các thành viên cổ đông để góp bằng tiền mặt hay bằng chuyển khoản nhỉ? Chắc là góp bằng tiền mặt kìa. Góp bằng tiền mặt đúng không? Chưa thấy có nghiệp vụ góp vốn, mà bởi vì cái nguyên tắc là mình phải góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ khi thành lập. Chưa? Chị vâng. Thấy giấy phép đăng ký kinh doanh của em là thành lập bao nhiêu nhỉ? Thành lập ngày 4 tháng 2. 4 à? Tháng 2. Ừ, 4 tháng 2 thì mình cứ tính cho chị dưới 90 ngày này mình cho các ông góp vốn đi nhá. Vâng. Ừ. 4 tháng 2. 3, 4, 5 thì em cho chị góp trong vòng tháng 4 gì đấy nhá. Ừ. Nói chung tháng 7 cũng được mà, trước khi các cái nghiệp vụ của mình phát sinh là được. Nghĩa là em cho góp trước khi mà nghiệp vụ, ví dụ mình nộp tiền vào tài khoản phát sinh nhá, thì mình phải góp tiền trong quỹ chưa? Dạ. Em xem cái nghiệp vụ ngân hàng của em có đẩy tiền, gửi tiền vào tài khoản không? Không chị ạ. Không có nghiệp vụ đấy ạ. À? Mua xe là mình đi vay đúng không? Vâng, mua xe là đi vay đấy. Thế tạm thời chị sẽ cho em cứ hành toán khoảng tầm tháng 2 nhé, cứ trong tháng 2 đi được. Nhưng mà em cứ nhớ cho chị ghi vào vở chị là nguyên tắc là trong vòng 90 ngày là mình sẽ phải thực hiện góp vốn rồi nhá. Vâng. Đó, để em linh động công ty kia của em. Công ty bất động sản kia của mình cũng là mới thành lập ạ. À? Vâng, mùng 5 tháng 10. Đấy, thì em cũng làm cái nghiệp vụ tương tự chị như thế nhá. Rồi, thế nếu như mà em góp bằng quỹ, bằng tiền mặt thì em vào quỹ đây em này. Nhá. Còn nếu như em góp bằng ngân hàng, ví dụ các ông ấy có ông chuyển khoản chẳng hạn, đó thì mình vào ngân hàng hạch toán. Nên visa này có các nghiệp vụ nó phân hệ rõ ràng đây. Nguyên tắc trong vòng 90 ngày là hoàn thành hồ sơ góp vốn. Đúng rồi, và phải góp vốn luôn nhá. Vâng. Nguyên tắc là như thế. Nếu góp bằng ngân hàng thì em vào phân hệ ngân hàng. Cái quỹ này hay mình hay còn gọi là quỹ tiền mặt đấy nhá. Quỹ, vâng. Tính ngân hàng là cái tài khoản đó, đấy chị bảo em thu thập sổ phụ ngân hàng á. Vâng. Trong trường hợp này em báo là mình
bao gồm bằng tiền mặt đúng không, thì em bảo quỹ như thế này. Mỗi phân hệ mình đều có các cái phần phân hệ thu tiền với chi tiền bên trong. Thì tại thời điểm này nó sẽ có những cái phân hệ nhỏ nhá. Đấy, nhưng mà của mình góp vốn thì chị đều dẫn mình vào thu tiền thôi nhá. Chọn thu tiền. Tiền mặt. À, quỹ. Quỹ sau đó thu tiền. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ đối tượng nhá. Ai góp thì mình ông Trường Giang trước đi. Mình cứ đi theo thứ tự trên cái sổ góp vốn á. Vâng. Rồi, Vũ Hoàng Vũ Giang này. Địa chỉ thì em có thể ghi ở cái công ty nhà mình nhá. Vâng. Em ghi công ty cổ phần xây dựng Trường Giang 16. Vâng. Mình mới nhanh được chứ còn mình có phải học 4 năm đại học như bình thường đâu. Đúng không? Vâng. Ừ. Rồi cái ngày góp vốn này chị lúc nãy nói rồi, trong vòng khoảng là tháng 2, tháng 3, đầu tháng 4 đấy thì em chọn ngày nào cũng được nhá. Thì em cứ để cho mùng 4 thì khoảng mùng 6, mùng 10 gì đấy nhá. Vâng. Cho góp vốn đi. Cho mùng 10 tháng 2. Góp vốn. Trên cái tờ này nó có họ chắc là họ không ghi ngày nào đúng không, để chị xem nào. Có ngày mùng 4 tháng 2. Mùng 4 nhưng mà cái Không ạ, không. Trên cái danh sách này không ghi. Trên danh sách là không có ghi ngày. Đều là mùng 4 tháng 2 ngày mà. Đến mùng 6 này. Đây là thời gian đăng ký từ mùng 4 tháng 2 đến mùng 6 tháng 3 thì trong cái khoảng này là được. Không có. Rồi, không có ngày tháng thì mình cứ linh động từ mùng 4 tháng 2 đến mùng 6 tháng 3 đấy là được nhá. Vâng. Rồi tiếp sang vẫn tiếp tục phiếu thu mùng 10 tháng 2. Ok. Em enter thì ngày hạch toán sẽ là ngày chứng từ luôn nhá. Vâng. Chứng từ đây là cái đại diện cho cái sổ góp vốn cổ đông á, sổ theo dõi góp vốn cổ đông. Chưa? Rồi. Số chứng từ nó tự cập nhật cho mình là phiếu thu số 01 PT01 nhá. Thì thực ra cái số này em cũng đừng áp lực lắm. Nhưng em có thể làm thực tế làm không theo thứ tự cũng được. Thì sau này đến cái cuối phần chương trình của đánh lại số chứng từ in chứng từ rồi sách á, nếu như dạng thì không làm theo thứ tự ngày tháng á. Ví dụ mùng 10 em làm rồi, đến 15 em làm tiếp thì nó sẽ nhảy ngày phiếu thu số 02 chưa? Xong rồi em lại ngày 11 em làm thì nó lại nhảy 03. Như vậy số 03 là ngày trước của cái số 02. Thì cả đấy kệ nó thôi cho nó tự nhảy như thế. Sau này đến cái phần chứng từ đổ sách thì em dẫn em đánh lại nhau ngày tháng nhá. Vâng. Không vấn đề gì cả. Rồi, bấm vào đây để thêm mới. Phần 1 nhỏ hạch toán này. Hạch toán bấm vào đây để thêm mới. Rồi, bởi vì mình đang vào quỹ chọn phiếu thu tiền đúng không? Cho nên là cái nhóm tài khoản quỹ tiền mặt của mình là tài khoản gì em nhớ không? Quỹ tiền mặt là 111. Đúng rồi, 111 để mình có làm quen rồi đấy. Chưa? Rồi. Cái phần mềm á nó cũng gọi là thông minh, nó thiết kế sẵn rồi. Cho nên mình đang làm quỹ chọn thu thì nó tự gạch đoạn toán là tài khoản nợ là 111. Vâng. Bởi vì tài khoản loại 1 là tăng đi bên nợ mà. Chưa? Vâng. Cho nên mình chỉ cần mình chọn cái tài khoản đối ứng là cái gì đấy. Lại chỉ có giới thiệu là 4111 vốn góp của chủ sở hữu. Được chưa? Vâng. Thì có phải là cái hôm đấy mình học nguyên tắc chung á, tài khoản loại vâng. Tăng thì ghi có, giảm ghi nợ không ạ? Vâng. Đúng chưa? Thì tăng ghi có thì vốn góp của mình tăng lên thì ghi bên có thôi. Vâng. Ừ, đấy, em ghi vào. Định khoản của mình là nợ 1111 có 4111. Vâng. Số tiền ghi là số tiền. Ừ, số tiền thì em nhìn thấy hình như ông này là 2 tỷ 6. 2 tỷ 6. Tên sổ theo dõi vốn góp của đang ghi đủ rồi. Đó. Ok. Nhấn cắt thôi. Nha. Sau một chữ từ kiểm tra xong rồi thì em nhấn cắt ở đây, tức là gọi là thay chữ lưu á. Lưu nguyên tử lại để nó không bị mất đi. Ở đây nó ghi là năm hạch toán là năm 21. Chưa? Khác với năm hiện tại năm 22 thì đúng rồi.
hiện tại bây giờ đang ngày là 15/1/22 em này, đúng không? Dạ, vâng. À, mà mình đang hành toán chứng từ năm 21 thì phần mềm nó thông báo cho mình thế thôi. Yeah. Vâng, rồi, vâng. Bây giờ mình còn 3 tháng để đảm bảo có giấy chứng thì đấy là mình đang làm của năm 21 thôi. Rồi, cắt xong em đóng lại. Đóng lại. Muốn xem lại danh sách, ghi là muốn xem lại danh sách. Chứng từ quỹ vừa nhập. Muốn xem lại danh sách chứng từ quỹ vừa nhập. Đó thì em vào quỹ này, chọn này, thu phải chi tiền ở thanh ngang. Nãy là thu là mình đi ở cái thanh dọc này, đúng không? Vâng. Đó, bây giờ danh sách cả thu và chi tiền đó đều nằm ở đây. Thì mình vào thu phải chi tiền ở thanh ngang. Em ghi là thu phải chi tiền mở ngoặc thanh ngang. Nha, là mình biết là mình tìm được nhá. Dạ, vâng. Vâng. Rồi, em tích vào đi. Bây giờ để cho nó hiển thị cái chứng từ sổ ra ở đây thì em đánh ngày tháng này. Từ 1/1 ít nhất là em để cho chị năm 21, đúng không? Dạ. Là từ đầu năm, bao giờ mình cứ để từ đầu năm, còn đến năm, đến này không cần cũng được. Mà mình cần tìm một cái khoanh vùng lại thì mình mới cần đến thôi. Còn không cứ để nó cập nhật cái ngày hiện tại nhá. Vâng. Em lấy dữ liệu ra. Tức là lấy dữ liệu, đó là nó sẽ cập nhật cho mình chứng từ đây. Được chưa? Vâng. Thì tương tự như cái hôm trước á, thì có hôm mà mình chưa có cái giấy phép đăng ký xe, để mua cái công ty lốp xe nhỉ, đúng không? Thì một chứng từ như này giả sử mà sai á, thì em tích đúp lên, bỏ ghi, nhá. Vâng. Nếu mà mình muốn xóa và làm lại thì nhấn xóa, mà không muốn sửa phát hiện sai thì nhấn sửa, nhá. Vâng. Xong. Sửa xong thì em lại cất lại bình thường, chưa? Vâng. Đấy, sửa về viết tích và chữ sửa. Đó, cất lại bình thường. Đó. Nhớ ra chưa em? Rồi, em nhớ. Ok, nhá. Em có thể làm trên thêm một nghiệp vụ góp vốn nữa của ông của bà thì đấy, bà Thanh Tân. À, ông Thanh Tân. Vâng.